Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện thế giới qua quả địa cầu của ngày 5 tháng 2 năm 2024. Trước hết chúng ta đến với nước Cộng hòa Liên bang Đức. Tại Đức thì trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất của nước Đức là KaDeWe đã phá sản do cái giá thuê rất là cao. Như vậy là Đức cũng đang bị suy thoái các bạn nhé, cũng ảnh hưởng một phần của Ukraine. Canada hiện nay cấm các người của ngoại quốc sở hữu nhà thêm 2 năm. Chúng ta vào Canada chỗ Edmonton, cái chỗ này là có cái hòa thượng Thích Pháp Hòa có nói rất là hay trên YouTube ấy. Các bạn có thể đến đây, hiện nay cái chỗ này là nó đang rất là lạnh. Nó nằm trong khu vực hàn đới các bạn nhé. Ở đây của Canada thì nó cũng sạch sẽ, đẹp đẽ giống như là Mỹ thôi. Đây cái chỗ đó, xe buýt của nó. Đây có lẽ là khu vực biệt thự à. Đâu ở đây hả? Hiện nay tại Paris thì chúng ta biết là cái giá mà đỗ cái xe SUV là xe 7 chỗ đấy các bạn, tăng gấp 3 lần là do là cái môi trường cái khu vực này thế nào đó mà bây giờ tự nhiên tăng cái phí đỗ xe. Còn WHO thì tổng kết là cái COVID-19 này cái thế chết là hơn 7 triệu người các bạn. Con số chính thức của WHO thì trước đây thì chúng ta nằm trong thời gian đó chúng ta chả để ý, thấy là triệu người nọ triệu người kia chết mấy trăm nghìn bao nhiêu đó, Mỹ chết nhiều. Ông Larry Page tức là đồng sáng lập của Google mới bỏ ra 32 triệu đô la để mua một cái đảo tư nhân các bạn nhé. Còn Chile là một cái đất ở Nam Mỹ giáp với Argentina với lại Bolivia, Peru. Thì Chile vừa rồi là hôm qua với hôm nay nó cháy rừng là chết rất là nhiều người, hết 112 người. Cháy rừng mà chết 112 người, tức là chính phủ hiện nay đang ban bố tình trạng khẩn cấp ở đây. Nó là giáp với Thái Bình Dương đấy các bạn. Nó nằm trên đỉnh, trên cái núi gọi là núi Andes. Ở đây nó rất là cao, đây, cái núi này. Đây là biển này là biển Thái Bình Dương các bạn nhé. Rồi El Salvador thì nó nằm ở Trung Mỹ. Còn đây anh này là Nam Mỹ. Chúng ta quay lại đúng vị trí của nó, đây, Nam Mỹ này. Còn Trung Mỹ thì ở đây. El Salvador thì chúng ta biết là hồi xưa nó cũng là theo một cái El Salvador đây các bạn. Giáp với Honduras, Nicaragua và Guatemala. Thì El Salvador này đương kim tổng thống tuyên bố là chiến thắng, tức là không ai địch nổi các bạn nhé. Còn Việt Nam mình cái Tết Nguyên Đán này thì có các cái hội, các cái cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà hay tổ chức Tết chung với nhau đấy, thì có Pháp là một, Ấn Độ là hai, hoặc đây Châu Âu, Ấn Độ, Châu Á, rồi Bắc Kinh, Trung Quốc. Rồi Venezuela là cũng có cái cộng đồng người Việt rất đông ở đây, người ta tổ chức ăn Tết các bạn nhé. Đây là Venezuela ở Nam Mỹ này, gần Cuba, gần Guyana đó. Hiện nay thì ông Park Hang-seo, tức là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, bây giờ về làm cố vấn cho một cái câu lạc bộ hạng nhì ở Bắc Ninh các bạn nhé. Bắc Ninh là một cái tỉnh có thể là rất là nhỏ nhưng mà rất là có võ. Chúng ta vào Bắc Ninh, chúng ta vào cái chỗ đại chỗ nào đó đây. Để Bắc Ninh thì nó cây nhà lá vườn chúng ta đây thì quen quá rồi, phải không? Còn nhà ngói đỏ thôi. Đi đâu rồi cuối cùng là cũng về là cái chỗ này thì nó. Ở đây là rất là có nhiều nhà thờ, đền đài, miếu mạo.
chúng ta phải biết cái chỗ thì chúng ta mới vào cái nền tảng chủ kho này các bạn nhé. Vào nền tảng chủ kho này nè. Đây, nền tảng chủ kho các bạn đây, ngoài Bắc chắc vào đây rồi. Nó có lên 2-3 tầng luôn đấy các bạn, đây phía ngoài này. Tổng đến đây mấy lần. Rồi, chúng ta tiếp tục đến với cái khu vực ở Úc. Úc là một cái nước nước châu Úc thì chúng ta biết là hiện nay là đây, nó chính là đây nhưng mà phải quay lại vị trí của nó. Thì hiện nay rất là thiếu giáo viên. Bây giờ phải kêu gọi các cái giáo viên mà coi như là nghỉ hưu rồi để mà để dạy, chứ còn bây giờ thực tế là thiếu, thiếu trầm trọng. Chúng ta đến một thành phố Darwin. Darwin là tên của một nhà sinh vật học đấy, sinh học. Chúng ta đến là đây là thành phố mang tên ông thôi, chứ cũng chả phải là. Thì đất nước chúng ta rời khỏi Úc. Úc đây thì nãy giờ thì chúng ta vào cái chỗ này là vào cái chỗ đặt pin rồi, chúng ta vào cũng được, thì bây giờ chúng ta thử vào lại cho cái con này. Chỗ này giống như sa mạc này. Thái Bình Dương các bạn. Chỗ này không được đẹp nhá. Đây là Thái Bình Dương này. Úc này thực tế là đất rộng nhưng mà nó cũng sa mạc và hoang hóa nhiều và có nhiều nhiều cái chỗ là nó không ra gì hết. Và chúng ta rời khỏi thì cũng không ra gì thì thôi. Đại sứ Canada, đại sứ Na Uy, đại sứ New Zealand, đại sứ Thụy Sĩ đang chúc Tết những người lao công và những người lao động ở ngoài đường tại Hà Nội các bạn nhé. Đây là cũng là một cái điều rất là đáng quý tại Hà Nội. Chúng ta đã vào Hà Nội vậy. Đi đâu lăn quanh cho đời mọi việc. Đấy, Hà Nội đây hình như đây là cũng bị giá mà. Trong giống như khuôn viên Bốn Phủ Giám ấy. Ở phía ngoài, trong ngoài đấy các bạn. Xem là cái view nhỏ lại thấy đúng không? Đúng rồi, văn miếu Bốn Phủ Giám, chính xác. Rồi, thì chúng ta ra khỏi văn miếu, chúng ta đến với cái chỗ Trung Quốc. Trung Quốc thì hiện nay đang tử hình một cái nhà văn của Úc, nghi làm gián điệp. Ông này thì thực tế nhà văn nhưng mà thực tế cũng là gốc Úc, có ai gốc người Úc mà gốc Trung Quốc các bạn. Còn ông Duterte, Duterte các bạn nghe tên quen, thế là cũng hàng xóm của chúng ta, là ông là cựu tổng thống của Philippines, bây giờ thì đương kim tổng thống là ông Marcos. Thì hai ông này thì thực tế là bây giờ cũng không chơi gì với nhau. Thì bây giờ ông cựu tổng thống này ông đang kêu gọi là một cái đảo của quê của ông ấy, quê của ông là bây giờ lên ly khai chứ không có chơi với tức là ly khai ra khỏi Philippines nữa các bạn. Đấy, thì bây giờ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của cái đảo này là không cho phép, tức là cái liên minh của Marcos với là Duterte này coi như đã bị coi như chấm dứt đấy các bạn. Tại Myanmar, Myanmar thì giáp đảo Myanmar hiện nay có 100 lính của chính phủ đã chạy qua Bangladesh các bạn, Bangladesh này chạy băng qua Ấn Độ. Ấn Độ đây là Bangladesh, Bangladesh đây các bạn nhé, Myanmar đây, Ấn Độ nằm đây, Mizoram, ở dưới này là Bangladesh. Tại Thái Lan, sát đây luôn. Thái Lan thì chúng ta biết là cái công nghệ về chuyển giới của rất là tốt, PD tức là nam giới và thành nữ giới là rất là ok. Thì hiện nay là cái hoa hậu nữ giới, hoa hậu chuyển chuyển giới đấy, tức là nam chuyển sang nữ ấy, là cô trông rất là đẹp, có thể nói là nói chung là hoa hậu thế giới đẹp như nào thì
cái anh chàng chuyển thành nữ này của đây cũng đạt như vậy thôi. Thì cái hoa hậu chuyển giới này sau khi mà người ta xướng tên được đăng quang hoa hậu, cái cô lăn đùng ra sàn, rồi cô bị chết hay gì ngất hay gì đấy, hóa ra cô sướng quá đấy, cô đang đập đập tay xuống sàn, mấy người đã đỡ cô dậy, cô đang sướng, cô đang khóc. Việt Nam và Trung Quốc hiện nay thì đang có những cái giải quyết các bất đồng trên biển đấy, trên cái tinh thần tức là vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng qua rồi, ông Tập Cận Bình qua đấy, thì cứ nhắc đến những cái này nó gần như cái gai trong cái mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là cái Hoàng Sa và cái đường lưỡi bò. Thì bây giờ ông cũng đồng ý là sẽ giải quyết các bất đồng trên biển, nhưng mà với cái tinh thần tức là giải quyết những cái ca khó à, ca dễ trước khó sau. Thì cái này thì chúng ta cứ phải đòi, đến khi nào ta lấy được thì lấy, mà không lấy được thì cũng cứ phải đòi. Thì nếu không đòi không nói thì nó là thành đương nhiên là của Trung Quốc, là không có được. Đây là cướp thì chúng ta cứ đòi, còn chúng ta chưa có sức lấy thì cũng cứ đòi vậy thôi. Hàn Quốc đây, Hàn Quốc đây thì có một cái tàu lặn, nó gọi là tàu Tarawan, là cùng với cầu một cái tàu lặn của Gothenburg, là lặn ở cái chỗ mà Nam Cực này các bạn này. Thì bây giờ nó bị chìm xuống dưới cái sông băng, bây giờ tìm không ra các bạn nhé, chìm nghỉm ở dưới đấy rồi. Còn tại Anh, Anh thì chúng ta biết là hiện nay NATO đang có một cái tập trận rất lớn tại cái giáp với Ukraine, kể cả hải lục không quân, thì cái hải hải quân thì chắc chắn ở biển Baltic rồi. Thì một cái tàu sân bay của Hoàng gia Anh thì đang ở khu vực biển đỏ này, đang định ra biển đỏ đây, thì bây giờ là thôi không đi nữa, là bắt đầu về để tập trận. Nhưng mà bây giờ vào phút chót thì là bảo là không tập nữa, bởi vì là nó bị hư cái động cơ của con vịt đó. Senegal thì người dân đang phản đối quốc hội, Senegal thì đang nằm ở dưới này các bạn. Đây, châu Phi, Tây Phi đây các bạn nha, đây châu Phi này. Senegal, nó có thủ đô Dakar đó. Thì ở đây thì tổng thống là hoãn bầu cử tổng thống. Đấy, cho nên là dân bây giờ tới nhà quốc hội bỏ, tức là phản đối. Đấy, giống như là bên Zelensky, nếu mà tổng thống mà không không cho bầu cử với lý do thiết quân luật đấy, thì dân cứ đến quốc hội và quậy thôi. Senegal hiện nay đang quậy. Senegal chúng ta vào Dakar thì chắc bạn nhé, thủ đô. Cái chỗ này là một cái điểm mà hồi xưa người Pháp này ngang qua đây là phải ghé đây hết. Senegal là một trong những cái chỗ mà Pháp rất là thích này. Đấy, cho nên bao nhiêu năm là vẫn là cái trông vẫn như là cái thuộc địa, là như thuộc địa chứ không phải như Việt Nam ta. Biển điện đại đại Tây Dương các bạn nhé, chụp cũng nhẹ nhàng lắm, không ăn thua đen. Hôm nay chúng ta chủ yếu điểm tin thôi, chứ Tết nhất rồi nó cũng không có thời gian đấy các bạn, cố làm cho nó theo các cái chương trình mình đã hứa với bản thân mình thôi. Thì tại Panama thì chúng ta biết là nó là Trung Mỹ, nó nằm giữa đây là Bắc Mỹ, đây dưới đây là Nam Mỹ, thì nó nằm ở giữa đây là Panama. Thì Panama này á, là cựu tổng thống Panama đã quay lại nắm quyền, nhưng mà có khả năng ông sẽ bị bắt. Peru, Peru đây các bạn. Peru đây thì trước đây hôm đó chúng ta vào cái chỗ mà gọi là Machu Picchu đấy, tức là cái nó có một cái gọi là di sản thế giới đấy, trên cao đấy các bạn. Thế thì hồi hồi đấy là chúng ta nói là nó đang hoãn là không cho đi tại vì đông người quá. Thì hôm nay là chính thức là cho mở cửa lại cái khu du lịch này. Có một cái tin không vui lắm, tức là Ả Rập Xê Út là một trong cái năm nước Argentina thì không vào rồi, còn là kết nạp 6 nước thì một nước không vào, còn 5 nước là vào. Nhưng mà giờ vút chót thì anh Ả Rập Xê Út anh đang chưa 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 thống nhất, hay nói cái khác là chưa vào. Mà Ả Rập này mà không vào nữa là có thấy cũng mệt. Tại vì là một trong những cái tên anh tài ở trong cái khu Tây Á, vùng vịnh của Trung Đông này, mà bây giờ lại có vẻ là muốn chơi với Israel, muốn chơi với Mỹ là thấy hơi buồn. Và chúng ta thấy là cái tình hình của các nước BRICS là cũng không 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 thấy được vui. Philippines hiện nay cũng đang chặn các cái hacker của Trung Quốc, đang đánh vào các cái gọi là cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Còn Brazil thì Brazil đây, trên Nam Mỹ,
quan Thái Bình Dương là đến. Thì cái ông phó chủ tịch Interpol của châu Mỹ, ông này là Interpol, Interpol tức là Pol tức là Police, Inter tức là International tức là cảnh sát quốc tế đấy các bạn. Thì là cái ông một cái chính trị gia của bên Brazil này đang làm cái phó chủ tịch của châu Mỹ này, mà khả năng là ông được đề bạt lên làm giám đốc Interpol của thế giới. Thì xưa nay các giám đốc của Interpol này là chủ yếu là của các nước phương Tây đấy, bởi vì nó có nhiều phiếu cho nên nó bỏ muốn bỏ ai là nó trúng thôi đấy. Cho nên là bây giờ ông Nga với ông Trung Quốc tôi nói là cả nếu mà cái tình hình mà cứ không chơi liên minh với đồng minh mà bày đàn vào thì không bao giờ mà được vào các cái chuyện gọi là các cái tổ chức đó, bởi tổ chức đó là bây giờ ông bỏ được khoảng 2-3 phiếu mà bên kia nó 5-70 phiếu là thua rồi đấy. Cho nên cái 5-70 phiếu nhiều người bảo là thế giới đó, là nó theo thế giới nó ok đấy, không có đúng các bạn ạ. Như Liên Hợp Quốc cũng thế, bây giờ cứ bỏ phiếu là coi như là 100 phiếu nhưng mà thực tế là cái đám bày đàn nó là 50-60 phiếu rồi đấy, mà mỗi một cái trong cái đám bày đàn thì nó bé bằng cái vòng tay thôi đấy. Cho nên nếu Nga mà Trung Quốc là muốn thay đổi là thay đổi cả từ những cái vấn đề mà, từng lá phiếu một cả, chứ không phải là cứ anh nói miệng với nhau mà được vào. Kazakhstan là một cái anh lớn ở Trung Á, giáp với Nga, có thể nói đường biên giới của anh này giáp với Nga là rất lớn, để Kazakhstan, giáp cả phía trên này, giáp cả Caspian, giáp cả Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. Thì anh này, ông đứng đầu là ông Tokayev, tổng thống ấy, mà được Nga cứu đấy. Thì hôm nay là ông chấp nhận cho chính phủ là nộp đơn từ chức toàn chính phủ các bạn nhé, tức là thủ tướng và các bộ trưởng. Rồi tại Malaysia thì chúng ta biết là nó có hai vùng đất, một vùng đất là phía nam của bán đảo gọi như Trung Ấn đây, giáp Singapore, và một miếng ở bên này là Malaysia. Thì Malaysia thì trước đây có cái ông cựu thủ tướng ông Najib, là ông này ông tham nhũng ghê gớm lắm. Nên bây giờ cái chính quyền của ông Anwar lên thì đã bắt ông này, nhưng mà được cái là ông Najib đấy được khoan hồng bởi vương nhà vua, tức là hoàng gia của Malaysia, tức là gì, khoan hồng cho ông một nửa án. Thì bây giờ cái ông thủ tướng hiện nay ông đã chấp nhận cái sự bảo vệ và của khoan hồng của hoàng gia đối với cựu thủ tướng Najib đó. Thì cái hồi mà chúng tôi đi qua đây chơi thì cũng nghe nói cái ông này là người ta dân ở đây nó không có thích tí nào ấy, cũng ăn quá họ không thích. Thôi vậy thôi, hôm nay Tết nhất thì chúng ta cũng làm một tí cho nó gọi là hâm lại nóng. Còn hôm nay chúng ta sẽ thăm một cái di sản thế giới, sau sau cái này khoảng mấy giây thì chúng ta sẽ đến Syria. Để chúng ta nghe một cái thành phố rất là quen, đó là thành phố Aleppo ở nằm phía bắc của Syria. Thì đây là một cái thành phố di sản của UNESCO. Hiện nay thì nói chung là vì chiến tranh ở đây cũng bị phá hoại rất là nhiều, nằm ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ các bạn nha. Đây là Aleppo đây các bạn. Các bạn xem xong Aleppo thì tôi cũng xin chấm dứt chương trình sau cái thành phố này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Chúng ta đến với Aleppo, cái thành phố di sản của thế giới. Chúng ta sẽ vào lúc này chúng ta chiêm ngưỡng. Rất là đẹp, nhưng mà bây giờ vì chiến tranh nó tàn phá rất là nhiều, thế giới cũng hiện nay người ta đang kêu gọi là không được tàn phá. Thành phố cổ Aleppo là trung tâm lịch sử của thành phố của Syria. Trước cái cuộc nội chiến Syria thì rất nhiều khu vực của thành phố cổ cơ bản vẫn không thay đổi kể từ khi xây dựng từ thế kỷ thứ 12 và thế kỷ thứ 16. Thì trong các cuộc xâm lược liên tục và bất ổn định chính trị như vậy thì cư dân của thành phố đã buộc phải xây dựng lại các cái khu nhà, cái dạng tổ ong và các khu vực có tính độc lập hơn về xã hội và kinh tế. Thì mỗi khu vực đặc trưng bởi các cái đặc điểm tôn giáo và dân tộc của khu dân đó. Thì thành phố cổ Aleppo nằm trong các cái bức tường và các khu nhà cũ giống như dạng tổ ong ở bên ngoài nhìn vào. Thì các bức tường có diện tích xấp xỉ khoảng khoảng tầm là 350 hecta, tức là khoảng 3,5 km vuông đây các bạn. Đây là nơi sinh sống của 120.000 người, đặc trưng của cứ những khu nhà này lớn, và có thể nói là có những con hẻm rất là chật hẹp, những khu chợ Hồi giáo được bao bọc, những quán trọ lữ hành cổ trong sân rộng. Thành phố Aleppo được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1986.
Athanasia sâu là khu chợ lịch sử có mái che lớn nhất thế giới. Nhiều khu vực ở trong chợ này cùng với các tòa nhà của thời Trung cổ khác trong thành phố cổ đã được bị phá hủy hoặc thiêu rụi do cuộc đụng độ của quân đội Syria cũng như các lực lượng phiến quân của Jabhat al-Nusra trong trận Aleppo ngày 25 tháng 9 năm 2012. Tháng 1 năm 2014 thì các nhóm đối lập mặt trận Hồi giáo đã nhận trách nhiệm phá hủy một loạt các tòa nhà lịch sử lớn đang được quân đội Syria sử dụng để làm căn cứ, bao gồm cung tòa án, khách sạn, cả thân cũng như tòa nhà cũ của hội đồng thành phố. Tổng cộng là khoảng 30% thành phố của Aleppo đã bị phá hủy trong cái trận chiến đó. Nằm bên tả ngạn của sông Quay, ở thành phố cổ được bao quanh bởi cái phạm vi 8 ngọn đồi, bao quanh một ngọn đồi trung tâm là nổi bật. Trên đó là một lâu đài, ban đầu là một ngôi đền có từ niên đại từ thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Sau đó được xây dựng theo hình dạng của một Acropolis, bán kính của phạm vi của nó là 10 km. Các ngọn đồi lần lượt là Tarasawa, Tarasesa, Tarasas, v.v. Thì với diện tích là khoảng 160 ha, tức là khoảng 1,6 km², thì thành phố cổ này được bao bọc trong các bức tường lịch sử dài tới 5 km và được xây dựng lại lần cuối cùng vào cái thời Nam Rút, và sau đó bức tường đã biến mất. Nó tổng cộng có 9 hoặc là 5 trong số đó được bảo quản vẫn tốt và được bao quanh bởi những con hào rất là sâu rộng. Khu vực Al-Andalus mới hơn của thành phố cổ thì các tín đồ Kitô hữu xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 15 ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố cổ. Sau khi võ ngựa Mông Cổ đã rút khỏi Aleppo thì Adana là một trong những ví dụ điển hình nhất của một khu nhà dạng tổ ong ở Aleppo. Và do sự phát triển kinh tế, nhiều khu phố khác được thành lập bên ngoài các bức tường của thành phố cổ từ thế kỷ 15-16 như là điều tất yếu. Thì Aleppo được đặc trưng bởi các cái phong cách kiến trúc hỗn hợp từ La Mã hay là Byzantine hoặc là Seljuk, Mamikuk cũng như là Ottoman. Rất là nhiều công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, 14, rồi các quán trọ, lữ khách, có những sân trong, tạm nghỉ, rồi các trường học kinh Koran, nhà tắm hơi, rồi các tòa nhà tôn giáo trong thành phố cổ. Các khu nhà ở Adana thường có rất nhiều các ngôi nhà làm từ thời thế kỷ thứ 16, thế kỷ 17 của giai cấp tư sản Aleppo, và cũng đã chạm khắc đá rất là nhiều trong thời kỳ đó. Các vị trí giao dịch chiến lược của thành phố cũng đã thu hút những người định cư của tất cả các dân tộc, tín ngưỡng cũng như những người mà muốn tận dụng những con đường thương mại giao lưu Aleppo đến Trung Quốc và Lưỡng Hà ở phía đông, đến châu Âu ở phía tây, rồi lưỡi liềm màu mỡ ở Ai Cập ở phía nam. Tại đây thì có chợ Al-Madinah sau là chợ có mái che lớn nhất thế giới với chiều dài là khoảng 13 km. Cái chợ này các bạn, Al-Madinah sau được biết đến tại địa phương là một trung tâm thương mại cho hàng hóa xa xỉ nhập khẩu, bao gồm những là lụa thô Iran, gia vị và thuốc nhuộm từ Ấn Độ, cà phê từ Damascus. Đây cũng là nơi bán các sản phẩm địa phương như len, nông sản và các xà phòng Aleppo. Hầu hết các show có từ thế kỷ thứ 14 và được đặt tên của các ngành nghề hàng thủ công khác nhau, do đó được gọi là showland, show đồng. Ngoài ra, các show cũng được cung cấp các nhà nghỉ thương nhân và hàng hóa của họ trong khu vực khan, tức là các quán trọ có sân trong và nằm rải rác trong các show. Các trạm nghỉ khác nhỏ hơn với khan về kích thước nhưng là có chức năng như là một xưởng của chợ thủ công, thợ thủ công. Hầu hết là các khan lấy theo tên của các show và chức năng của nó có mặt tiền rất là đẹp và lối vào có những cái cửa rất là kiên cố bằng gỗ. Những khan đáng chú ý nhất trong khu vực đó là Al-Madia, Khan Al-Wachi hoặc là Khan Al-Sabah thế kỷ thứ 16 hoặc là Khan Al-Nasahed 1539. Một số khu chợ nằm ở bên ngoài bức tường thành thành phố, thí dụ như Al-Kadun chuyên về may mặc hoặc là Es-Sauran, Bawai Bay El-Swasa, tức là về, về về các sản phẩm gỗ. Thì Aleppo là thành phố hơn 4.000 năm tuổi, gọi là thành phố có người Sunni đông thứ hai ở Trung Đông. Cho đến nay thì Aleppo vẫn nổi tiếng là
các kiến trúc thời Trung cổ và lịch sử văn hóa rất là phong phú. Nằm ở phía bắc của Syria, thành phố này được xem như là một điểm kết nối của khu vực phía bắc, phía đông và phía nam của quốc gia Trung Đông này. Đây còn gọi là đô thị phát triển mạnh với nhịp sống sôi động và các doanh nhân thành đạt. Aleppo từng là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người, là một trong những thành phố lớn nhất của Syria và là một trong những thành phố có người sinh sống lâu đời nhất trên thế giới. Năm 2006, Aleppo được cơ quan di sản thế giới của Liên Hợp Quốc gọi là trung tâm văn hóa của Hồi giáo. Cuộc nội chiến nổ ra tại Syria vào tháng 3 năm 2011 và đến ngày 19 tháng 7 năm 2012, cuộc đối đầu quân sự bắt đầu tại Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, một cuộc xung đột phức tạp với sự tham gia của cả lực lượng địa phương, chiến binh của tổ chức các nhà nước Hồi giáo IS và cả các lực lượng quốc tế. Từ một thành phố ồn ào náo nhiệt, Aleppo bây giờ chỉ là một vùng hoang tàn đổ nát, minh chứng của sự thảm khốc của chiến tranh trong suốt một thập kỷ qua. Theo Huffington Post, nội chiến đã khiến cho hàng trăm nghìn người Syria thiệt mạng và gần 4,8 triệu người phải bỏ chạy khỏi đất nước. Nhưng đối với ước tính 275 người Syria đang bị vây hãm ở Aleppo, rời bỏ nơi này không phải một lựa chọn dễ dàng. Toàn bộ khu vực lân cận hiện nay ngập dưới đống đổ nát, trong khi các cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy dường như không bao giờ ngưng nghỉ. Tức giận và sầu não nhấn chìm Aleppo, Mohamed Rasul, một người chuyên về cấp cứu khẩn cấp làm cho các tổ chức từ thiện của Syria cùng gia đình sống tại thành phố này, đã nói với tờ The World Post: mọi người sống dưới làn bom dữ dội và không ngớt. Cư dân Aleppo đã chịu đựng quá nhiều, mức độ quá dã man mà con người đã tạo ra không đáng phải chịu đựng. Stephen Borrell, giới chức phụ trách nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, hồi đầu tháng 10, thường dân bị kẹt trong địa ngục trần gian này phải đương đầu với một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian. Họ sợ hãi, bị mắc kẹt và không có nơi nào để chạy trốn. Cảnh máy bay không người lái bay trên thành phố trông giống như là cảnh trong một bộ phim hậu tận thế, Rasul nói. Thật là đây là một điều thực tế tại Aleppo. Những bất đồng giữa một bên là Nga và các đồng minh, một bên là Mỹ và các đồng minh, tương lai của Assad đã khiến cho cơ hội đàm phán ngừng bắn tiêu tan. Giao tranh tiếp tục dữ dội đã khiến cho nhiều dân thường thiệt mạng. Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 11 năm 2023 đã cảnh báo thời gian đã hết cho các nỗ lực nhằm tránh thảm họa nhân đạo tại Aleppo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Nói chuyện Thế giới qua quả địa cầu và chương trình Di sản Thế giới Aleppo, Syria. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.